Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hàng Việt, chinh phục người Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về công tác bình ổn giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình người Việt ưu tiên dùng hàng Việt trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là phóng sự sản phẩm chuối chiên chân không ở địa bàn vùng núi Quảng Trị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương cùng với các doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện việc bình ổn thị trường, tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền và mùa lễ hội xuân 2020. Ghi nhận qua phóng sự sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Việc đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, khuyến khích các địa phương phối hợp với doanh nghiệp sản xuất, dự trữ và cung ứng các mặt hàng thiết yếu cùng thực hiện. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng được tỉnh tập trung thực hiện. Các ngành, lực lượng chức năng và các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến của thị trường, làm tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch, phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Theo đó, tỉnh giao Sở Công Thương theo dõi đánh giá nguồn cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn thời gian qua để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng có biện pháp cân đối cung cầu, ổn định thị trường. Đối với cái việc bình ổn giá thực hiện theo chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì công bác cũng đã dự trữ cái hàng hóa trước trong Tết là khoảng 60 tỷ đồng. Trong đó đối với các cái mặt hàng bình ổn như là thịt heo, thịt bò, rồi các loại là gạo, muối, đường và các loại bánh kẹo mứt thì khoảng 11 tỷ đồng. Đối với các mặt hàng bình ổn này thì chúng tôi dự trữ tại siêu thị cũng như là dự trữ tại kho của Sài Gòn, Cô Úc và các nhà cung cấp. Về hàng bình ổn thì đối với những mặt hàng có bảng giá rõ ràng và trong đó là các cái lấy hàng có hàng bình ổn thì đều treo phớn, và đối với hàng bình ổn thì đều cam kết là hàng sẽ đầy đủ và giá cả là đảm bảo chất lượng và tất cả hàng hóa đều là hàng Việt Nam. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp, siêu thị và hệ thống cửa hàng tiện lợi trên địa bàn như Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, siêu thị Copmark Đông Hà, chuỗi siêu thị Vinmark chủ động nguồn hàng đầy đủ, hàng hóa đảm bảo chất lượng, có nhãn mác, thương hiệu rõ ràng, kết hợp với các chương trình khuyến mãi giảm giá trên nhiều mặt hàng. Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, các chương trình bình ổn giá và kích cầu tiêu dùng. Chúng tôi cũng tổ chức triển khai các hoạt động nằm trong khi khuôn khổ của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam triển khai trên địa bàn tỉnh. Thì và cái một cái việc nữa thì chúng tôi cũng đang phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Trị tổ chức làm sao để kịp thời thông tin về thị trường, rồi giá cả, rồi về các cái chính sách bình ổn giá, bình ổn thị trường, rồi các cái quy định về an toàn thực phẩm kịp thời đến người dân, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Và một việc nữa, chúng tôi thì cũng đang phối hợp với Cục Quản lý Thị trường và các cơ quan liên quan để theo dõi, giám sát cái thị trường, đặc biệt là về vấn đề giá, rồi niêm yết giá, rồi cái vấn đề về chất lượng và các quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, và đặc biệt là cái việc mà đấu tranh trong cái việc đầu cơ, rồi găm hàng, rồi tăng giá trái pháp luật. Nhằm ổn định thị trường dịp Tết và mùa lễ hội, bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường đối với các vấn đề về giá, niêm yết giá, chất lượng của sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, tăng giá, trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sản phẩm chuối chiên chân không của chị Trần Thị Hoài Nhung, thôn An Tiêm, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế, được người tiêu dùng đón nhận. Đặc biệt, sự ra đời của cơ sở sản xuất đã góp phần tích cực trong việc giúp người trồng chuối trên địa bàn huyện Hướng Hóa tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp của mình. Gia đình chị Trần Thị Hoài Nhung ở thôn An Tiêm, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, trước đây chủ yếu trồng chuối để cung cấp cho các thương lái Trung Quốc và Thái Lan, nhưng giá cả rất bấp bênh và không ổn định. Cuối năm 2017, khi được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh hỗ trợ kỹ thuật cùng 35 triệu đồng, chị đã mạnh dạn đầu tư thêm 300 triệu đồng để lắp ráp hệ thống máy móc sản xuất chuối chiên chân không. Đến nay, cơ sở của chị Hoài Nhung đã sản xuất được hơn 1 tấn chuối sấy khô đạt chất lượng,
được các thương lái và người tiêu dùng trên địa bàn đón nhận. Với giá bán từ 7 đến 8 nghìn đồng 1 kg, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi tháng chị thu nhập thêm hơn 8 triệu đồng. Thì bản thân gia đình chúng tôi là một gia đình toàn làm chuối với buôn bán nhỏ lẻ, mà với thì đầu ra chuối thì thường thuộc vào thị trường Trung Quốc quả bấp bênh, nên hai vợ chồng có ý tưởng là cũng lên mạng với đi tìm hiểu thị trường, thì cũng được chị ở Đà Nẵng là giới thiệu về máy, nên hai vợ chồng cũng có ý định làm với để tạo cái công ăn việc làm cho ba con, với thêm nguồn thu nhập cho vợ chồng. Để có sản phẩm chuối chiên chân không đáp ứng nhu cầu của thị trường, chị Nhung đã đầu tư hệ thống sản xuất chuối chiên chân không, sử dụng công nghệ mới, không dùng chất bảo quản, không dùng chất hỗ trợ tăng độ sáng màu, là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên nên rất tốt cho sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm. Công nghệ này giúp giữ lại mùi vị đặc trưng tự nhiên và giữ được tối đa hàm lượng dinh dưỡng trong chuối. Đồng thời, kết hợp với quy trình điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, giúp giữ được cấu trúc chuối nhưng vẫn giòn, xốp và có màu vàng tươi tự nhiên. Mô hình này áp dụng thành công được coi là hướng đi mới cho người dân trong việc tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp của mình. Đồng thời, với sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Thì mô hình của chị Trần Nhung ở đây là mô hình mới, và sản xuất là chuối sạch. Bước đầu là tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho gia đình và thu mua nông sản của bà con nông dân ở địa phương. Và trong cái quá trình sản xuất thì cũng là đảm bảo môi trường, như cái vỏ chuối là người ta đưa là vào để chăn nuôi trâu bò. Qua thời gian sản phẩm ra sản xuất ra thị trường là hiện tại là có một cái doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng đã thu mua, và cái doanh nghiệp này á, chủ doanh nghiệp này đã tuyên bố là chuối này là sạch và ngon nhất Việt Nam. Thì từ đó là đảng ủy chính quyền địa phương và hội nông dân xã Thanh Thân là vận động chị Nhung mình già mở rộng cơ sở và tiếp tục là vận động các hội viên khác là đầu tư, mình già đầu tư để sản xuất thì mặt hàng sạch này để đáp ứng cho là thị trường. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, sản phẩm nông nghiệp chuối mật mốc của huyện Hướng Hóa đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Tuy nhiên, việc đưa nhãn hiệu này vào khai thác vẫn chưa thực sự phát huy hết hiệu quả. Vì thế, huyện Hướng Hóa đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp để đồng hành với người dân, tiếp tục nâng cao giá trị sản xuất, phát triển thương hiệu chuối sạch nhằm tăng sức cạnh tranh và tạo sự phát triển bền vững cho cây chuối. Anh Hồ Văn Dơ, ở bản Thanh Ô, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, may mắn là một trong 10 hộ nông dân của xã được vay số vốn 30 triệu đồng không lãi suất để phát triển mô hình chuối sạch. Đây là nguồn vốn được Hội Nông dân huyện cho vay qua quỹ hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh để thực hiện dự án trồng chuối sạch huyện Hướng Hóa. Gia đình anh đã có 450 gốc chuối. Giờ đây với số tiền này, anh dự định mở rộng diện tích lên 2.000 gốc, mua sắm vật tư, tập trung chăm sóc để nâng cao chất lượng chuối. Đây cũng chính là nguồn nguyên liệu quan trọng để cho ra đời sản phẩm chuối chiên chân không có chất lượng để kết nối thị trường rộng hơn. Em trồng chuối 2 năm rồi vì không thể mở rộng được diện tích do không có nguồn vốn. Nay được có nguồn vốn của Hội Nông dân hỗ trợ lãi suất là ưu đãi. Gia đình chúng tôi rất vui mừng và muốn mở rộng thêm cái diện tích để mà tăng thêm thu nhập. Trong năm 2019, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến thông tin về nhãn hiệu tập thể đến người trồng chuối của 7 xã được cấp phép sử dụng, nhiều nguồn vốn hỗ trợ cũng đã đến với các mô hình trồng chuối sạch trên địa bàn với mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm chuối. Cùng với đó, Hội Nông dân huyện Hướng Hóa đã tiến hành đăng ký mã vạch và đặt in nhãn mác, từ đó sớm đưa nhãn hiệu này vào khai thác nhằm tăng giá trị sản xuất, đảm bảo phát triển bền vững cho cây chuối của địa phương. Hiện tại, chúng tôi đã làm đến bước là cấp được cái chứng nhận nhãn hiệu và bước tiếp theo là làm cái nhãn hiệu để truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Trong quá trình thực hiện thì cũng có nhiều khó khăn nhưng được nhiều sở ban ngành giúp đỡ hỗ trợ, đặc biệt là Hội Nông dân tỉnh và Sở Khoa học Công nghệ đã giúp chúng tôi để thực hiện.
Có thể nói, nhờ sự đồng hành vào cuộc của các cấp ngành trên địa bàn huyện, nhãn hiệu chuối Hướng Hóa đang dần khẳng định được vị trí trên thị trường. Tuy nhiên, để duy trì và phát triển được thương hiệu chuối sạch thì vấn đề sống còn đặt ra đó là phải sử dụng nhãn mác đúng quy định, có trách nhiệm bảo vệ thương hiệu bằng việc thực hiện đúng quy chế như đã ban hành, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và cam kết sản xuất chuối theo phương pháp canh tác sạch. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyên mục Hàng Việt, chinh phục người Việt kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.